con có theo dõi về một trang Phật giáo trên Facebook. Con có đọc được sự tranh cãi của mọi người về câu làm chủ sanh lão bệnh tử của thầy Thích Thông Lạc. Thầy có nói với đệ tử của thầy là khi tu theo đạo Phật thì phải làm chủ được sanh lão bệnh tử. Như thầy muốn sống là sống, muốn chết là chết. Sư giải thích giúp con được rõ. Thứ nhất á, là Đức Thế Tôn ngài không có dạy cái chuyện mà muốn sống là sống, mà muốn chết là chết, muốn bệnh là bệnh, mà muốn hết bệnh là hết bệnh. Mà sư chỉ có một nguồn tin á, là thầy Thông Lạc chết mà thầy đâu có muốn chết đâu. Mà thầy chết là do cái bệnh bị suy thận. Cho nên là nhưng mà những cái thông tin đó bây giờ thì người ta thì không có nói. Cho nên là người ta vẫn cứ tung hô vậy thôi. Và sư thì chỉ căn cứ theo kinh. Cho nên cái gì Phật dạy thì mình nói, còn cái nào Phật không dạy thì thôi để qua một bên ha.